Xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tô mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tô mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô mò nào. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục tô mò. Đầu tiên mình sẽ dùng màu xanh là cây. Tự em hay làm. Tối hôm qua công ty gọi đi làm. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu vàng. Thế ở đây làm cả thư vào trong nhà. Trứng. Không, cái đấy ăn tại ăn trứng cá nhiều. Tiếp theo mình sẽ dùng màu xanh da trời. Chị có đang làm mấy giờ đây? Chị vừa vào, vừa mới làm mấy cái. Chiều có bao giờ gì? Chiều đến 3 giờ. Cô hôm thì 2 rưỡi . Ngày làm mấy tiếng? 6-7 tiếng. Không 8 tiếng. 6-7 tiếng 200 ngàn nghe ngon. Thế thôi. Hơn là công nhân này. Hơn bây giờ đi công nhân thì khổ lắm. Công nhân gì? Không vào đấy mùi kinh lắm. Kiểu như chị bị tiền đầy và đầu đầu lắm. Mùi những cái mùi nhựa của công ty á. Trời xây sản mặt mẻ luôn. Giờ công ty toàn làm mấy cái chip điện thoại với cả mấy cái nhựa. Mấy cái nhựa với cả mấy cái xanh xanh mà người ta dán ở bàn mới lại ở ấy. Mùi kia lắm. Sao lại mé móc nó mùi kinh. Nó mùi nhựa mới. Chứ còn mùi về những cái mé móc mình sản xuất là không ấy đâu, không có mùi mới đâu, nói hết.
chị bị xe điều hòa công ty. Đúng rồi, kiểu mấy người bị xe 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 điều hòa. Ừ, đấy. Trước đi xe không bị xe đâu, thôi nên là đi làm bị xe điều hòa công ty, giờ đi xe cũng bị xe luôn. Mà xe xả mặt mẻ, mấy lần đi làm toàn phải bỏ về thôi. Không làm. Vậy là mình đã tô màu xong, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tô màu. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô màu nào. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ dùng màu vàng. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu tím. Tiếp theo mình sẽ dùng màu xanh da trời. Thank you.
Vậy là mình đã tung màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video.